Chỉ cần bước vào khu vực cận kề xã Hồng Hà là đã thấy mùi hôi thối kéo dài trên phạm vi rộng, ruồi muỗi tràn lan, len lỏi vào mọi ngóc ngách. Đây là tình trạng trên cả một khu vực rộng lớn thuộc xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ít ai có thể tưởng tượng được rằng ở một địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới như Đan Phượng, chỉ cách Hồ Gươm chưa đến 25 cây số, nhưng lại phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nặng nề do chăn nuôi lợn bò. Tại xã Hồng Hà, số hộ tham gia chăn nuôi trên địa bàn xã lên tới gần 250 hộ, hầu như tất cả đều chăn nuôi theo truyền thống. Chính vì thế, họ cũng vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn. Đơn cử như hộ ông Nguyễn Gia Liệu chăn nuôi 150 con lợn thịt, nhà ông cũng là hộ gia đình có thâm niên chăn nuôi khá lâu, từ đầu những năm 2000 cho đến bây giờ. Chính vì thế, tình trạng ô nhiễm cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt và sức khỏe của gia đình ông. Mặc dù thường xuyên vệ sinh chuồng trại, sử dụng hố biogas do Ủy ban Nhân dân xã khuyến khích và hỗ trợ tới các hộ nuôi, nhưng tình hình vệ sinh môi trường vẫn không khả quan. Trước khi sinh hoạt ăn cơm thì cửa là phải đóng hoặc là phải ra là phải rửa lại hết toàn bộ cái chuồng trại đó. Đấy. Thì mới sinh hoạt được trong gia đình. Mùi nó bốc không thể chịu được. Thế cho nên là không xử lý được cái môi trường đó thì trong quá trình là chăn nuôi là tất cả các hộ gia đình như bản thân tôi không những cái thu nhập nó thấp. Đấy. Mà còn nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn gia đình anh Phạm Quang Thà tại tổ 8 xã Hồng Hà tham gia chăn nuôi với đàn lợn trên dưới 80 con, đang đau đầu tìm cách khắc phục các tác động xấu tới môi trường của hộ. Quy mô ấy, thì nó chưa được, nó không như là các cái nơi là nó rộng rãi mà nó hầu như xen kẹt trong khu dân cư, nên thành ra là cái mật độ thì mình nuôi cũng không phải là đông lắm, nhưng mà nó mang lại cái mùi phân, cái xả thải của nó thì nó rất chi là khó chịu, không những là ảnh hưởng cho gia đình mà đồng thời ảnh hưởng cho các hộ chung quanh, nó gây một cái gì đấy mình cũng mong muốn là cái chính quyền địa phương hay là các cấp là có một. Trên thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi bò lợn ở xã Hồng Hà đã có từ lâu. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên vật nuôi khác, các hộ tại xã đã tái đàn mạnh mẽ trở lại, khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở đây càng trở nên nặng nề hơn. Cái tình hình chăn nuôi của địa phương thì cái thứ nhất là nó tác động đến môi trường, bởi vì là không có khu chăn nuôi tập trung mà hầu như chăn nuôi trong khu dân cư. Đấy, coi như thế là nhà với thì có thể hệ thống chuồng trại nó liền nhau. Đấy, thế cho nên là cái việc mà ô nhiễm môi trường nó ảnh hưởng rất lớn, không những là hộ gia đình chăn nuôi và đối với một số hộ dân của hàng xóm. Với đặc thù là làng nghề truyền thống nấu rượu, làm đậu phụ, vậy nên cam bã là nguồn thức ăn chính cho vật nuôi. Theo đánh giá của Chi cục Thú y Đan Phượng, một phần là do vật nuôi không hấp thụ được hết các chất đạm, protein trong cám nên phân thải ra còn tồn dư chất dinh dưỡng là tác nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm nơi đây. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở xã Hồng Hà không chỉ mới xuất hiện, thế nhưng hậu quả của nó để lại càng khiến các cấp chính quyền, hội nông dân cần nhanh chóng tìm giải pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập vấn đề này trong các phóng sự sau.